Alo, chào mọi người. Để mình set up một Alo, chút chào mọi nha. người. Chắc là mọi người cũng nghe được hôm nay rồi đúng không? Đấy, hôm Chắc là nay thì mọi mình người set cũng up nghe được mọi thứ nó hôm có nay vẻ rồi như đúng là không? ổn hơn rồi. Đó. Đấy, hôm nay thì mình set up Hôm nay thì chúng ta sẽ có một trong những cái chủ đề đó. rất là hay, một trong những cái khóa Hôm học nay thì chúng ta mà sẽ mình thực có một sự là trong tâm những cái đắc. chủ đề rất Có là thể nói là hay, khóa một học hay nhất về giáo trong những dục khóa mà học mình mà mình đã thực từng sự được là tâm đắc. được học. Có thể nói là khóa học Và hay nhất mình ở thực giáo sự dục là mà thấy mình cái kiến đã thức ở trong đấy nó rất là bổ ích. được Nên học là mình rất là và muốn mình thực chia sự là sẻ thấy cái với kiến mọi thức ở người trong về đấy cái rất khóa là học bổ này ích và hy vọng và rằng là mình rất là khi mà muốn mọi chia người ấy sẻ xong cái với khóa học này thì mọi những người khóa cũng học có thể này có hy thêm vọng được rằng những là cái kiến khi thức mà mọi hữu người ích ấy cho xong mình cái khóa học này thì trong cái mình việc cũng có là nuôi thêm dạy được con. cái kiến Cái thức khóa học này thì hữu ích cho nó mình bổ ích cho và những trong cái ai? việc là nuôi dạy con Thứ nhất là cho cái những khóa học cái này thì bạn nó nào mà bổ ích cho những ai đang nuôi con ấy, thứ nhất từ là con cho nhỏ cho cái đến lớn bạn nào mà thì thứ mình nhất thấy là là cho đều rất là cái quan nuôi trọng. con ấy Kể khi từ mà con bạn nhỏ cho chưa đến nuôi lớn con nhưng mà bạn làm trong bạn quan thì tâm rất đến là giáo dục quan hoặc trọng. bạn Kể khi mà bạn nằm trong chưa cái ngành nuôi giáo dục con ấy hoặc thì bạn cái làm khóa học trong này cái cũng quan rất là trọng bổ giáo ích. dục hoặc bạn bạn kể khi mà bạn Nằm trong cái ngành giáo chưa dục nuôi ấy con thì hoặc cái bạn khóa học này cũng rất là bổ trong ích. cái ngành mà bạn Chờ một chút mình ấy nhá, vì là các bạn bảo là có tiếng vọng chờ một nên là chút mình mình ấy nhá vì sẽ là các chưa bạn ấy bảo vậy. là có tiếng vọng nên là mình sẽ chưa ấy vậy Không biết là còn tiếng vọng không? không biết là còn tiếng vọng không. Còn tiếng vọng không à các bạn? Mỹ còn thấy tiếng vọng không Mỹ ơi? Chắc là mình để nhiều cái thiết bị quá nhau quá mà nó ở gần nên là có thể nó bị hơi vọng một chút đấy. Vẫn vọng à? Vọng thì không biết là ở đâu ta. Chờ một chút nhá. Rồi, không biết mình sẽ tắt hết các nguồn đi. Còn vọng không nhỉ? Chuẩn rồi hả? Rồi ok. Rồi, thế thì chúng ta thể bắt đầu luôn này. Trước hết là mình giới thiệu là đây là cái khóa học mà của Đại học Harvard dưới dạng là online. Và chúng ta đã biết được rồi, Harvard là một trong những cái trường rất là nổi tiếng về đào tạo này, không chỉ là trong cái việc là luật về kinh doanh này mà trong giáo dục của họ và rất nhiều những cái lĩnh vực khác nữa, thì họ đều là một trong những cái trường hàng đầu và họ đưa ra được những cái lý thuyết cũng như là những cái công trình và khi mà áp dụng vào trong thực tế thì nó thực sự là tốt. Cái khóa học này mình giới thiệu một chút là cái khóa học mà miễn phí hoàn toàn ở trên hệ thống học online đó. Và các bạn khác thì thấy là cái khóa học này nó hơi khó để học một chút. Mình cũng share cái này cho nhiều người rồi nhưng mà các bạn ấy cũng thấy là hơi khó học một chút. Thứ nhất là việc đăng ký nó hơi lằng nhằng, thứ hai là toàn bộ thông tin thì được bằng tiếng Anh và nhiều bạn thì tiếng Anh các bạn chưa được tốt lắm nên là cái việc mà nghe hiểu hết những cái thông tin trong đấy thì chưa được được tốt. Và một cái điều quan trọng nữa là cái khóa học này nó cũng không dễ học vì là không giống như là những cái khóa học khác đơn sơ. Thì cái khóa học này nó được xây dựng để cho các bạn học trong vòng 6 tuần liền. Mà trong 6 tuần đấy để các bạn tham gia học một cách thực sự thì các bạn phải đọc và nó hơi ở cái dưới dạng là nghiên cứu khoa học ấy. Tức là người ta đưa cho mình rất nhiều những cái bài báo, rất là nhiều những nghiên cứu về giáo dục rồi sau đấy bắt mình đọc để mình hiểu và mình tự rút ra những cái lý thuyết, những cái kinh nghiệm cộng với cái sự đúc kết của họ đấy để đưa ra được cái kinh nghiệm cho cá nhân của mình luôn. Vì thế nên là cái khóa học này thì mình thấy là đúng là nó hơi khó học. Vì vậy, chính vì như vậy nên là hôm nay mình mới có cái buổi hôm nay để giúp cho các bạn. Thứ nhất là mình tổng kết lại một số cái nội dung hay để giúp các bạn nào mà không có thời gian hoặc các bạn chưa hiểu hết được về tiếng Anh ấy, các bạn có thể hiểu được một phần nào những cái cơ bản nhất trong cái khóa học đấy. Còn mình vẫn khuyến khích các bạn là sau cái buổi hôm nay ấy, thì các bạn sẽ tự học trên cái hệ thống học online của Harvard đấy và các bạn sẽ thấy được là cái khóa học này nó mang lại cho mình rất nhiều cái giá trị, đặc biệt là những cái giá trị về lâu về dài về mặt giáo dục cho con cái của chúng ta, cho những cái em bé mà chúng ta có việc tiếp xúc. Còn bạn nào mà đã trong ngành giáo dục rồi thì cái khóa học này mình tin là sẽ cho các bạn rất nhiều những cái giá trị để các bạn có thể áp dụng trong cái công việc của mình. Rồi ok. Trước hết là mình sẽ cho mọi người xem cái đường link nhé.
Đây. Đây là cái đường link của cái khóa học này, mình sẽ gửi vào đây và bỏ vào chat nhé. Đấy, các bạn thấy đấy, cái đường link của cái khóa học này. Đó. À, trước khi mà đi đến cái đường link của khóa học này thì mình nghĩ là cái bài hôm nay thì mình sẽ chia sẻ thành hai phần. Cái phần thứ nhất của mình là mình tổng kết lại những cái nội dung của trong cái khóa học này, và cái phần thứ hai đấy là mình sẽ hướng dẫn các bạn là làm sao để mình đăng ký được cái khóa học này, và cái cách học của nó như thế nào thì mình sẽ cùng với các bạn là học thử một vài cái module của nó để các bạn biết được cách học, và qua đấy thì các bạn sẽ dần dần các học được. Kể cả những bạn nào mà không biết tiếng Anh nhá, thì các bạn cũng có thể sử dụng rất là nhiều những cái công cụ như là Google này để các bạn học được cái khóa học này. Đó, vì có nhiều cái phần, mình nói thật là có nhiều cái phần mà nó hơi chuyên ngành một chút, nên là có một vài cái từ mình cũng không hiểu và mình cũng phải tra Google. Nhưng các bạn rồi sẽ thấy là cái khóa học này rất là hay, vì nó không chỉ là cái video không, mà là họ có cả cái text script cho mình ấy. Đó, nên là mình hoàn toàn có thể là copy ra để mình có thể hiểu được cái khóa học đấy. Còn lại thì những cái bài báo khoa học thì bắt buộc các bạn phải dành cái thời gian để các bạn ấy đọc và hiểu được nó. Ok. Rồi, và rất là may là mình cái khóa học này mọi người thấy này, người ta chia ra thành rất là nhiều những module. Module 1 2 3 4 5 6 7 8 8 cái module. Đó, mỗi một cái module thì nó sẽ gồm có nhiều cái bài học khác nhau. Nó tương tự như những cái khóa học online mà chắc là rất là nhiều bạn đã quen với những cái như vậy rồi, đúng không ạ? Đấy. À, tất nhiên lúc mà các bạn kích vào cái link này thì chưa đâu nhá, chúng ta còn phải đăng ký một lúc nữa. Đây là cái tài khoản mà mình đã đăng ký rồi, đó. Đây. À, module thứ nhất là về giới thiệu chung về cái khóa học này. Đó. Nó nói xem là cái tại sao mà cái sự tham gia của gia đình vào trong giáo dục nó quan trọng, và nó quan trọng đến mức như thế nào. Và ở Việt Nam chúng ta thì thực ra là mình thấy người ta đã nhận ra cái vấn đề này rất là nhiều rồi, thậm chí là còn làm tốt hơn cả bên Mỹ. Đó, tuy nhiên đấy là các gia đình thì rất là sẵn sàng tham gia vào cái việc là cùng với nhà trường và xã hội tham gia vào cái việc giáo dục trẻ. Tuy nhiên đấy là chúng ta nhiều phụ huynh đã còn chưa biết được những cái phương pháp để nuôi dạy trẻ, biết là tại sao mình phải làm thế này thế kia, mà đa phần phụ huynh chúng ta đang nuôi dạy con dựa trên những cái kinh nghiệm thực tế, hoặc là những cái mà truyền thống của chúng ta đang nuôi dạy lâu nay như thế nào, bố mẹ chúng ta nuôi dạy chúng ta ra sao, thì chúng ta cũng áp dụng cái việc đấy vào nuôi dạy con cháu chúng ta. Các bạn trẻ gần đây, đặc biệt là những cái bạn mà 8x, 9x, thì mình thấy là các bạn khi mà trở thành cha mẹ thì các bạn đã thực sự dành cái thời gian để các bạn tìm tòi những cái phương pháp để nuôi dạy con. Và các bạn cũng không phải là hoàn toàn áp dụng những thứ truyền thống, mà các bạn biết được chọn lọc những cái gì nó tốt hơn. Tuy nhiên là các bạn vẫn bị ảnh hưởng khá là nhiều bởi bố mẹ, bởi những cái người mà đã dạy dỗ mình, và ảnh hưởng bởi cái môi trường và văn hóa của Việt Nam, nên có nhiều cái các bạn không biết thế nào là đúng, thế nào là sai. Có những bạn thì khi mà các bạn tham gia vào trong những cái khóa học mà nuôi dạy con ấy, thì mình thấy là rất nhiều khóa học nuôi dạy con hay. Tuy nhiên đó là hầu hết thì người ta hướng dẫn các bạn là giải quyết những cái vấn đề của trẻ, những cái vấn đề ấy, nhưng mà rất ít những cái khóa học nào mà thực sự cho mình được một cái, nó gọi là cái triết lý về giáo dục ấy. Mà khi mà chúng ta không có hiểu một cái triết lý giáo dục ấy, chúng ta để đi theo ấy, thì khi mà chúng ta phát sinh một cái vấn đề mới, chúng ta lại không biết giải quyết thế nào. Còn nếu như mà khi các bạn được trang bị đầy đủ một cái triết lý giáo dục ấy, và các bạn bám vào đấy, thì kể cả khi mà chúng ta phát sinh một cái vấn đề mới, chúng ta cũng biết cách để giải quyết để làm sao cho cái mục tiêu cuối cùng của chúng ta nó luôn luôn bám sát được theo cái triết lý giáo dục đấy. Chính vì thế nên là mình thấy cái việc quan trọng để chúng ta bỏ ra một cái thời gian. Ví dụ các bạn bỏ ra, thực ra là người ta nói 6 tuần, nhưng nếu các bạn chăm chỉ, các bạn chỉ cần khoảng 3-4 tuần là các bạn đã có thể học xong rồi. 3-4 tuần để chúng ta có được cái kiến thức tốt và đủ, và ít nhất là có một cái triết lý và một cái hướng đi chung để chúng ta có thể nuôi dạy con trong cả đời, thì mình thấy là cái giá trị của nó mang lại quá là nhiều. Tại sao chúng ta có thể chi rất là nhiều tiền cho những cái khóa học khác, hoặc chi rất là nhiều tiền cho những cái hội thảo rồi những cái hội nhóm về nuôi dạy con, trong khi chúng ta lại không thể bỏ ra một cái khoảng thời gian mình nghĩ là không nhiều,
khoảng 4 tuần, nhưng mà 4 tuần thì chúng ta chỉ cần mỗi ngày chúng ta học khoảng 2 tiếng thôi. Đó là chúng ta đã có cái lượng kiến thức rồi. Và cái khóa học này nó lại được là từ những cái chuyên gia hàng đầu thế giới của Đại học Harvard, người ta tổng kết, người ta nghiên cứu trong vòng hàng mấy chục năm để nó đúc kết lại. Thì tại sao chúng ta lại không sử dụng nó, trong khi chúng ta lại cứ phải đi học những khóa học nào đấy mà mất rất nhiều tiền. Khóa học này là hoàn toàn miễn phí. Đó. Và đừng có ngại, vì các bạn ngại rồi thì đến lúc mà các bạn lại phải dành rất nhiều thời gian để mình uốn nắn con, hoặc là khi mà có những cái gì đấy về con sau này rồi thì chúng ta thậm chí chúng ta không thể thay đổi được nữa. Đó. Nên là mình tin rằng cái khóa học này đối với những phụ huynh nào mà có cái sự quyết tâm cũng như là có một cái đầu tư cho con cái đấy, thì các bạn sẽ thực sự là tốt. Rồi. Ok. Tiếp theo nhá, là về cái chương thứ hai này. Họ sẽ nói về cái chuyện là thế nào, họ nói nhiều về những cái về nghiên cứu của họ về cái sự tham gia của gia đình, thực sự là rất là nhiều luôn. Và cái bài giảng này họ được xây dựng từ rất nhiều những cái nghiên cứu, chứ không phải là chỉ đơn giản là một cái bài giảng hoặc là một ai đấy họ nghĩ ra. Tập hợp của rất nhiều nghiên cứu, của rất nhiều bài báo khoa học, của những cái thống kê và những cái khảo sát trong hàng chục năm, thậm chí là 40 năm để đưa ra được cái như thế này. Đó. Và họ cũng cái khóa học này thì mình để ý là nó có hai cái version. Cái version trước thì cách đây cũng lâu rồi, nhưng mà đến cái version này thì hình như là họ cũng mới cập nhật. Và thậm chí là trong những giai đoạn mà mình nhớ là cách đây có khoảng 1-2 năm thôi họ đã cập nhật luôn rồi. Đó. Rồi, ok. Tức là cái khóa học này mình muốn nói là nó rất là cập nhật cho cái tình hình hiện tại nhé, chứ không phải là vì nó lâu rồi nên là mọi người thấy là nó sẽ không còn đúng hiện tại nữa. Rồi, đến cái chương thứ 3 ấy, là họ rất là hay, họ chia ra thành từng cái lứa tuổi một. Ví dụ lứa tuổi từ 1 đến khoảng 5-6 tuổi trước khi mà bắt đầu đi học cấp 1 ấy, là đến khi học cấp 1 ấy, ví dụ từ 0 đến 5 tuổi này, bắt đầu là những cái học cấp 1 này. Tức là mình tính ra là bao nhiêu, nếu ở Việt Nam là tương đương với khoảng là năm lớp 5, có 11 tuổi. Từ 0 đến 11 tuổi là một cái giai đoạn. Và trong cái giai đoạn đấy thì người ta chia ra là 0 đến 5 tuổi và bắt đầu đi học thì có những cái tính chất như thế nào thì mình sẽ thống kê lại cho mọi người. Cái thứ hai nữa là đến cái giai đoạn mà trẻ nó bắt đầu học cấp 2 và cấp 3 thì chúng ta lại phải cư xử như thế nào. Đó. Và cuối cùng thì họ cho chúng ta được rất là nhiều những cái gọi là luyện tập áp dụng cho đúng cái tình huống của chúng ta vào nó sẽ như thế nào, chứ không phải là chúng ta chỉ học xong rồi chúng ta biết và chúng ta không biết áp dụng là gì. Một cái điểm lưu ý nữa là trong cái khóa học này nó sẽ chia làm hai cái phần mọi người nhé. Một cái phần là chúng ta học free, chúng ta chỉ học thôi và chúng ta không phải thi, không phải test cái gì cả, học thôi. Thì các bạn thích học như thế nào cũng được, miễn là các bạn thấy nó phù hợp với mình. Còn cái phần thứ hai đấy là học nhưng mà để lấy chứng chỉ nhé, là nó quy định rất là chặt chẽ về mặt thời gian. Ví dụ khi nào thì chúng ta phải vượt qua cái bài này, phần bài kia, phải test là khi nào ấy, như một cái khóa học thông thường, và các bạn phải làm bài tập về nhà. Mình cũng đã khá là phải căng thẳng để theo cái lịch học đấy, vì là mình dành một tuần khoảng 2 buổi để học, thì trong vòng khoảng 3-4 tuần là mình đã học xong rồi. Đó. Nhưng mà mình học thực sự và mình mất tập trung, khá là tập trung cho nó luôn. Rồi, ok. Không phải để các bạn chờ lâu nữa, mình khi mà học ấy các bạn nhé, thì mình nói cho các bạn một cái cách học này. Đây mọi người có thể xem, mình hiển thị to lên này. Mọi người thấy này, mình khi mà mình học một cái khóa học gì đấy, vì là cái kiến thức nó rất là nhiều và có nhiều cái thông tin mình sẽ không thực sự hiểu hết, nên là mình thường mình làm một cái trên một cái file, đó là cái lecture note. Đây cũng là cái cách học mà mình thấy rất là nhiều bạn cũng nên học như vậy, và chúng ta sẽ lưu được cái lượng thông tin. Vì nếu các bạn chỉ nghe video không và các bạn xong ấy, thì sau này các bạn sẽ quên hết và chúng ta không áp dụng được gì. Mà thực chất là khi mà mình học xong rồi ấy, thì mình cần phải là xem lại nó và bắt đầu xem lại từng phần một và bắt đầu áp dụng cho từng phần một trong cái cuộc sống của mình, xem nó có đúng hay không. Đấy, chứ còn nếu mà chúng ta chỉ học qua thì mình thực sự mình chắc chắn là mọi người sẽ không đọng lại nhiều. Đấy. Rồi, cảm ơn Hoàn Vân, mình nói hơi nhanh chắc là mọi người sẽ thấy hơi nhanh đúng không? Rồi, ok.
Rồi mình quay trở lại cái việc lecture note nhé. Mọi người thấy này, thì với một ngày học, mỗi một ngày học ấy, thì mình sẽ ghi lại xem là cái nội dung của ngày hôm đấy mình học được cái gì, những cái nội dung gì hay nhất thì mình sẽ ghi lại trong đó. Đây đó, có những cái thông tin mà chúng ta bắt buộc chúng ta phải đọc, nó không có trong cái bài giảng. Bài giảng người ta tổng kết lại thôi, nhưng mà trong những cái bài báo khoa học họ sẽ đưa lại cho mình, và mình thấy nó hay, mình đọc nó hay thì mình lưu lại để sau này mình đọc và mình áp dụng. Đấy, như mọi người thấy này, mình lưu lại khá là đầy đủ, và thậm chí là sau khi khóa học thì mình được một cái tài liệu nó dài tận 28 trang. Và cũng là để là khi mà các bạn mà muốn có được cái certificate, cái giấy chứng nhận đấy, thì các bạn bắt buộc các bạn phải làm rất nhiều bài tập. Rồi ok, mình sẽ bắt đầu này. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi lại cho mình sẽ tổng kết lại cho các bạn một số cái nội dung quan trọng từ khóa học này để các bạn nắm bắt nhé. Đó, và các bạn hoàn toàn có thể là ghi vào một cái file nào đấy, ghi vào những cái thông tin mà các bạn thấy hay, hoặc là sau cái buổi hôm nay thì mình sẽ gửi lại cho các bạn cái lecture note mà mình đã ghi lại như thế nào để các bạn có thể là xem từ đấy. Đó, lecture note thì rất tiếc là mình ghi cả tiếng Anh cả tiếng Việt, nhưng mà các bạn hoàn toàn có thể dịch nó nhé. Rồi, đầu tiên là chúng ta đến cái phần định nghĩa thế nào là cái sự tham gia của gia đình vào trong giáo dục. Đó, cái này mình thấy khác biệt giữa cái quan điểm, có cái sự chung giữa quan điểm giữa giáo dục người Mỹ và người Việt Nam, nhưng cũng có cái sự khác biệt. Đối với người Mỹ và người Việt Nam thì gia đình đóng một cái vai trò rất quan trọng trong cái việc là giáo dục một đứa trẻ từ khi mà nó sinh ra đến khi mà nó trưởng thành, đúng không ạ? Đó, và thực tế đã chỉ ra rằng là những cái gia đình nào mà quan tâm đến giáo dục cùng với nhà trường và xã hội là giáo dục cái đứa trẻ, đứa con của mình ấy, thì những cái bạn trẻ đấy có cái cơ hội nó thành công. Và thực tế là người ta đã đưa ra cái khảo sát là kết quả học tập cũng như là cái tương lai thành công của những bạn đấy là cao hơn hẳn so với những cái gia đình mà bố mẹ không thực sự quan tâm hoặc là không thực sự dành thời gian trong cái việc là nuôi dạy trẻ cùng với gia đình. Điều này nó lý giải là không phải là cứ nhà giàu thì các bạn trẻ sẽ thực sự thành công. Vì là nếu như bố mẹ giàu nhưng mà bố mẹ là dành quá nhiều thời gian để kinh doanh mà các bạn không có cái thời gian để cùng với con, học cùng với con thì cũng sẽ không tốt, và cái đứa trẻ đấy nó thực sự là bị thiệt thòi nhé. Cái vật chất nó không có đánh giá quá nhiều trong cái việc này, miễn là chúng ta có cái thời gian để cùng với con thôi. Nhưng mà có cái sự khác biệt rất là lớn trong cái chuyện là định nghĩa thế nào là cái sự tham gia của gia đình trong cái việc của người Mỹ và người Việt Nam. Thứ nhất là người Việt Nam chúng ta thường coi là sự tham gia của gia đình đấy chính là phụ huynh, là bố, là mẹ. Chúng ta chỉ nói là bố, là mẹ, đúng không? Nhưng mà ở đây người ta đã nói rõ ra rằng là cái gia đình này không phải là chỉ có bố và mẹ tham gia vào cái việc giáo dục con cái, mà thực ra là tất cả những cái thành viên nào mà thường xuyên tiếp xúc với trẻ. Ví dụ trong một cái gia đình mà chúng ta có ông, có bà, có cụ cùng ở trong một thế hệ, người ta gọi là sống chung trong một cái gia đình nhiều thế hệ đấy, thì cái gia đình đấy phải được hiểu là tất cả những cái thành viên trong cái gia đình đấy, chứ không phải là chỉ có mình bố và mẹ không. Tại vì mọi người biết rồi là giáo dục, nếu mà khi mà tiếp xúc với ai đấy thì người ta sẽ học và chịu cái ảnh hưởng rất là nhiều từ người đấy. Thì trong cái gia đình là cái mà tiếp xúc hàng ngày luôn, nên là cả ông, cả bà, cả cô, chú, bác gì thì đều tác động lên cái đứa trẻ đấy. Nên là cái việc tham gia của gia đình này chính là của tất cả các thành viên trong gia đình, chứ không phải chỉ mình bố mẹ. Đó là cái mà chúng ta cần phải nhớ, điều số 1 để mọi người biết. Theo cái định nghĩa của Harvard này, sự tham gia của gia đình vào giáo dục là tất cả những hành động liên quan của gia đình tham gia vào trong việc giáo dục một đứa trẻ. Những hành động này có thể ở nhà hoặc là ở ngoài xã hội. Đó, nên là không phải là chúng ta chỉ giáo dục ở nhà thôi nhé. Chúng ta đi ra ngoài đường, cách chúng ta cư xử với dạy con ở ngoài đường, dạy con ở những cái nơi công cộng đấy cũng là cái đang giáo dục đứa trẻ. Nên là có nhiều gia đình thì mình nói vui một chút thôi, đó là mình thấy cái ông bố bà mẹ đang đi trên đường thấy con nó buồn tè ấy, vạch quần nó ra cho tè luôn ngay ngoài đường. Chúng ta đang giáo dục đứa trẻ đấy. Đó, và rõ ràng đấy là một cái giáo dục sai rồi, đúng không? Về nhà thì chẳng ai để bảo con là vạch quần ra đái giữa sân hoặc là giữa nhà cả. Nhưng mà lúc mà ở ngoài đường ấy, thì lại dạy nó như vậy thì rõ ràng là sai. Giáo dục là phải mọi lúc mọi nơi, bất kể khi nào chúng ta đang cùng đấy là chúng ta cũng phải giáo dục, chứ không phải là chỉ có lúc mà ngồi vào bàn mới là giáo dục. Rồi,
Cảm ơn Mỹ nha, Hip Green. Loan Hoàng giấy bút đầy đủ. Quỳnh Anh chào tiến sĩ. Chào các bạn nhá. Trang Gala khóa học Harvard mất khoảng thời gian là bao lâu ạ? Người ta ghi là 6 tuần. Nhưng mà thực sự nếu mà theo cái tiến độ học của anh, nếu như mà mỗi một tuần mình dành ra khoảng tầm 2 đến 3 buổi thì thực sự là chúng ta chỉ mất có 3 đến 4 tuần là chúng ta có thể hoàn thành được rồi. Đó. Mỗi một mình dành như của mình ấy, là mình dành là mỗi một tuần 2 buổi và một buổi khoảng tầm là 2 đến 3 tiếng đồng hồ là mình đã có thể học được rồi. Dĩ nhiên là các bạn nào mà muốn học kỹ hơn ấy, thì các bạn có thể mất lâu hơn. Đó. Những cái cuốn sách hay nói về cách cư xử hàng ngày thì có rất là nhiều ở trên mạng đấy, là Hip Green. Bạn nào mà thích thì có thể là chúng ta lên trên Đinh Lễ ấy. Mình thấy là cái sách mà để nuôi dạy con thì thực sự là nhiều, những cách cư xử đấy thì ở Việt Nam chúng ta rất nhiều. Thì chỉ cần search một cái là nó ra thôi. Nhưng mà một trong những cái quyển mà mình thấy hay nhất, không chỉ là áp dụng cho cái việc nuôi dạy con mà trong cái cách cư xử thông thường chung chung nữa, đấy chính là quyển Đắc Nhân Tâm mà bắt buộc là chúng ta phải phải đọc. Đó, nó là cái cách cư xử chung của bố mẹ. Trước khi dạy được con thì chúng ta phải có được cái cách cư xử của chúng ta đã. Rồi ngoài ra thì có rất nhiều quyển như là Nuôi Con Kiểu Nhật này, Dạy Con Theo Kiểu Người Do Thái này, thì rất là nhiều cái thì mình thấy các bạn có thể đọc tham khảo. Nhưng mà cái khóa học này trước hết là chúng ta phải có một cái triết lý chung đã. Một cái triết lý chung thì giúp chúng ta hiểu được cái nào là nên áp dụng, còn cái nào thì không nên áp dụng với trường hợp của chúng ta. Đấy, chứ không phải là cứ bê của Nhật một tí, Mỹ một tí là nó sẽ ổn đâu nhá. Rồi ok, quay trở lại cái bài của chúng ta nhé. Rồi, trong cái bài giảng này thì người ta đã lấy ví dụ ra một cái thực tế và người ta có những cái nghiên cứu, là không phải là nói suông đâu, mà người ta đã nghiên cứu từ cách đây khoảng tầm 40 năm là cái tầm quan trọng của cái của giáo dục của gia đình vào trong cái hệ thống giáo dục. Và họ áp dụng cho nhiều cái nhóm người ở khắp nước Mỹ và họ tổng kết lại để thấy được cái tầm quan trọng đấy. Và cái quan trọng của họ đấy là sau khi mà họ đưa ra những cái lý thuyết đấy thì họ sẽ đưa nó vào trong thực tiễn bằng cách là đưa vào nhà trường. Và với gia đình thì giữa nhà trường và gia đình cũng như xã hội họ có những cái chương trình. Thì mình thấy là ở Việt Nam mình thì cái chuyện là liên kết giữa nhà trường và hội phụ huynh cũng khá là chặt chẽ. Đó, nên là Việt Nam chúng ta đã làm được cái điều đấy. Tuy nhiên đấy là cái kiến thức cho phụ huynh thì cần phải cải thiện thêm. Đó. Rồi. Chào Hằng Miên, chào Phương Thúy. Rồi, một cái lý thuyết nữa mình thấy rất là hay. Đó là cái chuyện họ vẽ ra có rất là nhiều những cái lý thuyết. Trong đấy có những cái lý thuyết mà mình thấy cũng khá là hay. Đấy là họ chỉ ra cho chúng ta là cái môi trường xung quanh để giáo dục một đứa trẻ là như thế nào. Trong đấy thì nó có từ cái micro system này, meso system này và rất là nhiều những thứ khác tỏa ra. Cái đầu tiên đấy là chúng ta có thể thấy được cái vòng đầu tiên là từ gia đình này, sau đến là xung quanh chúng ta là cái gì này, rồi đến xã hội này, đất nước, con người và cứ những cái vòng thế nó ảnh hưởng như thế nào đến một cái đứa trẻ. Thì ở trong những cái bài học này nó có nhiều cái lý thuyết mọi người nhé, có khá là nhiều cái lý thuyết. Cái hay của cái việc giáo dục của Harvard đấy là họ không có những cái thứ mà không phải là đúng hay sai, mà có những cái thứ nó gọi là theo cái quan điểm này và cái quan điểm kia. Thì thay vì cái chuyện là phải chọn một cái quan điểm và áp đặt cái tư tưởng của mình vào trong cái quan điểm đấy, thì cái giáo dục của Mỹ nói chung và trong cái bài giảng này nói riêng ấy, là họ cho chúng ta nghe được hết, cho chúng ta cung cấp được hết những cái thông tin liên quan đến cái quan điểm đấy là gì, để cho chúng ta tự tự xem là chúng ta thấy là cái quan điểm nào là phù hợp với mình, là đúng với mình, để chúng ta có thể sử dụng cái quan điểm đấy. Đó. Thì cái này là một trong những cái lý thuyết như vậy. Phần tiếp theo mình sẽ đến là mình tổng kết cho mọi người một số cái thông tin liên quan đến cái việc là nuôi dạy trẻ trong cái lứa tuổi là từ
từ 0 đến 5 tuổi đó. Và trong cái này là mình thấy là nó thực sự là khác biệt so với những cái gì mà ở Việt Nam chúng ta đang áp dụng này. Cái thứ nhất, sau khi mà đọc xong những thứ thì mình đúc kết được một số cái như là tối đa hóa khả năng đáp ứng cái yêu thương và giảm thiểu những căng thẳng bắt đầu từ khi mới sinh, và đặc biệt là sau khi rèn luyện kỷ luật cho trẻ mới biết đi. Kỷ luật trẻ mới biết đi theo những cách điều chỉnh hành vi nhưng không làm mất đi cảm giác an toàn về cảm xúc và sự tự chủ trong hành vi ngày càng tăng. Đó. Cái này là gì? Cái này có nghĩa là nó có một cái sự cân bằng giữa cái chuyện là chúng ta cho đi quá nhiều yêu thương với một đứa trẻ, tức là giữa cái chuyện là chúng ta yêu thương đứa trẻ với một cái chuyện là chúng ta áp dụng cái kỷ luật cho đứa trẻ nhé. Vì là ở Việt Nam thì mình thấy cái việc này lại hơi bị lệch về cái chuyện là các bố mẹ, ông bố bà mẹ thì quá là yêu thương đứa con đó. Vì là yêu thương cái con quá, chúng ta cảm thấy xót con quá mà chúng ta không có được một cái đủ cái lý trí để chúng ta nuôi dạy con, để chúng ta áp dụng cái kỷ luật cho nó, nên là ở đây mà mắc rất là nhiều cái sai lầm. Cái thứ nhất là các ông bố bà mẹ hoặc là những cái người trong gia đình đang nghĩ rằng là khi mà trẻ đang còn nhỏ thì trẻ chưa biết gì, nên là cái việc là dạy trẻ thì nó sẽ không có nhiều cái nghĩa lý, mà chờ đến khi mà trẻ nó lớn, nó có những cái ý thức, có những cái rồi thì chúng ta mới bắt đầu dạy. Nhưng mà cái này là hoàn toàn sai đó. Tại chính vì cái điều này nên là đối với các ông bố bà mẹ ở Việt Nam thì mình thấy là những đứa con thậm chí là 18 tuổi, hơn 18 tuổi vẫn đối xử như một đứa trẻ đó, và nó vô tình nó làm mất đi cái sự tự chủ cũng như cái tính kỷ luật đi. Người ta khuyên rằng là ngay từ khi đứa trẻ mới ra đời là chúng ta hãy bắt đầu là giáo dục đứa trẻ đấy. Và cái giáo dục bao gồm cả cái sự yêu thương cộng với cái sự kỷ luật, và hai cái đấy chúng ta phải tìm được một cái điểm cân bằng đó. Nếu mà chúng ta kỷ luật quá thì cũng không tốt, vì như vậy nó gây ra cái sự căng thẳng cho đứa trẻ. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà chỉ có yêu thương không, mà chúng ta không có ép trẻ vào trong một cái sự kỷ luật đấy, thì nó vô tình nó làm cho trẻ sẽ bị cái ý lại, lười nhác, và thậm chí là trẻ nó có thể là không bướng bỉnh, và sau này nó sẽ không có vâng lời bất kỳ một cái gì, và nó không chịu tuân theo bất kỳ một cái quy định hay luật lệ nào. Và đấy là một cái điều rất nguy hiểm, đúng không ạ? Cái gì quá cũng không tốt. Hằng Miên ơi, sau buổi livestream này thì anh sẽ gửi lại cho các bạn cái phần lecture note này. Thực ra là anh không có làm cái slide, nhưng mà anh có ghi lại cái lecture note để các bạn biết được là nó như thế nào. Rồi, ok. Đến phần thứ hai này. Một cái phần thứ hai mà mình thấy cực kỳ hay, mà mình cũng rất là muốn chia sẻ với mọi người. Có lẽ mình sẽ thay từ từ, mọi người chờ mình thay cái camera một chút nhá. Rồi, mọi người ơi, cái này là cực kỳ hay này, cái này là mình thấy rất là hay luôn. Mọi người có thấy là các phương tiện truyền thông đại chúng của phương Tây, thỉnh thoảng chúng ta hay thấy những cái đứa trẻ mà nó có những cái sự lý luận rất là như người lớn ấy. Đó, và ở Việt Nam tại sao? Ở Việt Nam chúng ta lại ít thấy có những cái điều đấy, thậm chí là khi một trẻ nó nói những điều đấy thì nhiều người lại thấy là nó kiểu như trứng khôn hơn vịt hoặc cái điều gì đấy. Thực ra đây là một cái triết lý giáo dục, và như các bạn thấy đấy, họ phải nghiên cứu rất nhiều để họ tìm ra được cái này. Khi mà đọc được cái điều này đó, mình cực kỳ bất ngờ luôn. Mình bất ngờ bởi vì là ở lâu nay nó hiện hữu quanh mình biết cái điều đấy, nhưng mình không nghĩ rằng nó ảnh hưởng nhiều đến cái việc giáo dục như vậy. Và thậm chí người ta đã phải viết ra thành một cái lý thuyết và coi đấy là một trong những cái điều cần phải tránh. Đó, tức là họ nói gì? Chúng ta đang sử dụng rất là nhiều cái baby talk với trẻ con. Vì chúng ta đang định nghĩa là đấy là những đứa trẻ con và nó không biết gì, và nên là chúng ta sử dụng baby talk.
Nhưng mà với giáo dục của Harvard họ nghiên cứu ra đấy, thì họ nói là chúng ta không được dùng những cái đấy, hoặc là hạn chế một cách tối đa sử dụng cái baby talk đấy. Vậy thì cái baby talk là gì? Đó. Có bạn nào biết đến về cái baby talk chưa? Mà đôi khi là mình tin là các bạn đang sử dụng cái nó rất nhiều nhưng mà các bạn không biết được là đấy là baby talk. Đó. Rồi, cái baby talk ấy mình có thể lấy ví dụ như thế này này, khi mà chúng ta nói những cái điều nó rất là trẻ con và rất là vớ vẩn ấy. Ví dụ như là ôi sẽ có ông ba bị, nếu mà không ăn sẽ có ông ba bị đi bắt này, rồi là không may ngã cái là đánh cho cái ghế, đánh cho cái bàn này, vì cái bàn cái ghế, chúng ta nói những cái điều nó hoàn toàn là phi lý, nó hoàn toàn là mình gọi là vớ vẩn đấy, tức là bạn không thể nói được cái điều đấy với người lớn nhưng mà các bạn lại đang áp dụng cái điều đấy với con nít. Thì tự nhiên là khi mà chúng trẻ con thì nó đâu có biết gì đâu, tất cả những gì mà chúng ta nói ra thì nó đều tin là sự thật cả, nó không có cái khả năng hành vi để nó phân biệt thế này đấy. Nên là khi mà chúng ta giống như là chúng ta đang dạy nó một cái gì đấy sai thì sau này nó cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi tư duy, bởi điều đấy, và mãi mãi cái tư duy của nó không lớn lên được, nó hoặc là nó bị chậm lên rất là nhiều bởi những cái thông tin nhiễu và những cái thông tin sai như vậy. Chúng ta hãy giải thích với trẻ con, hãy nói chuyện với trẻ con như là đứa trẻ con nó có được cái nhận thức như người lớn ấy. Ví dụ như là nó làm một cái điều gì sai thì chúng ta hãy nói với nó, à tại vì cái này con đi nhanh và khi mà vấp ngã như thế thì nó có thể là làm con ngã và bị đau, chứ không phải là vì là tự nhiên xuất hiện cái hòn đá là phải đánh hòn đá này một cái này. Rồi khi mà trẻ nó không ăn đấy thì chúng ta đừng có đưa ra những cái dọa như là ui có ông bà bị đến này, rồi nếu mà không ăn thì sẽ bảo chú công an đến bắt này. Tại nhưng chúng ta lại đưa ra những cái rất là vớ vẩn như vậy, công an đâu có bắt trẻ con khi trẻ con không ăn đâu. Đó. Và điều như vậy nó làm sai lệch, và thậm chí là nó có cái hình ảnh về những cái người công an hoặc những thứ nó hoàn toàn là sai lệch luôn, và sau này nó lại phải mất một cái thời gian để nó làm quen, à nó biết là à hóa ra là công an không phải như vậy. Đó. Chính vì chúng ta đang nói những cái baby talk như vậy nên là chúng ta tiêm vào đầu những đứa trẻ những cái suy nghĩ vớ vẩn, và sau này trẻ nó sẽ mất cái thời gian để nó phải học lại những cái kiến thức đúng. Đó. Và cách tốt nhất là chúng ta đừng để mất cái thời gian như vậy bằng cách là hãy nói chuyện như người lớn với trẻ. Thì các bạn sẽ thấy là cái tư duy của trẻ khi mà chúng ta nói chuyện với nó như người lớn thì nó cũng sẽ trở thành người lớn. Còn khi mà chúng ta mãi mãi coi nó là những đứa con nít không biết gì và chúng ta nói với nó như vậy thì có khi đến 18 tuổi các bạn vẫn nghĩ như vậy, và 18 tuổi có khi nó vẫn nói những cái câu như vậy. Rồi, tiếp theo là đến cái phần thứ 3 là sử dụng trò chơi số và nhịp điệu để đặt nền tảng cho phép toán. À, cái này khá là hay, cái này bắt đầu liên quan thực sự đến cái dạy phát triển về tư duy này. Chúng ta thì được xem rất là nhiều những cái trò chơi, và chúng ta bố mẹ thì hay mua những trò chơi cho con đúng không? Nhưng mà bố mẹ cũng không biết được là tại sao cái trò chơi này nó lại có thể tốt cho tư duy của trẻ, và cái những cái trò chơi như thế nào thì nó sẽ tốt cho cái phần nào của trẻ. Thì ở đây trong cái phần này người ta đã đúc rút ra rất là cụ thể luôn, là những cái trò chơi có số và nhịp điệu thì nó sẽ làm tăng cái nền tảng về toán học, về tư duy logic của trẻ sau này. Đó, còn cái cụ thể như thế nào, những cái trò chơi như thế nào thì các bạn có thể xem ở trong khóa học để các bạn biết. Thì khi mà các bạn đã biết những cái lý thuyết chung như thế này rồi thì các bạn sẽ tự biết được cái trò chơi nào là cần thiết và những cái trò chơi nào là những trò chơi vô bổ, đúng không ạ? Rồi. Quỳnh Anh Nguyễn là em hay nói baby talk với các cháu khi cho cháu ăn ạ. Vậy thì chúng ta cần phải thay đổi nhé. Chúng ta cần phải thực sự là thay đổi cái chuyện baby talk, vì mình thấy baby talk nó là một cái rất có hại cho trẻ luôn. Đấy. Cái thứ tư nhá là kích hoạt và khuyến khích các năng lực ba chiều, ví dụ như là kỹ năng vận động bò và đi trong cái không gian lộn xộn và thao tác với vật thể ba ba chiều. Cái này cực kỳ hay, và cái này mình không thấy ở Việt Nam có. Với những cái trẻ con ở phương Tây đấy thì nó dĩ nhiên là họ có nhiều cái không gian hơn, cái không gian xanh rồi công viên này. Ở trong cái không gian xanh và công viên đấy các bạn hay thấy rất là nhiều những thứ như là leo mạng nhện này, rồi những cái thứ mà trẻ con nó phải chạy nhảy, nó phải luồn lách đúng không ạ? Chúng ta không hiểu được tại sao mà phải làm như vậy. Hoặc là chúng ta nghĩ đơn thuần là à cho nó vận động để nó phát triển về thể chất thôi, nhưng mà thực ra là nó có cái triết lý của nó, và những cái trò chơi như vậy nó sẽ làm tăng cái năng lực nhận biết ba chiều của trẻ,
Và cái điều đấy là cái điều mà thấy rất là cần thiết, họ nói thẳng luôn những cái điều đấy. Và khi mà những cái nhà trẻ họ thiết kế ra những cái trò chơi đấy, không phải là chỉ để cho trẻ chạy hay không, mà là họ thiết kế có một cái mục đích. À, nó cần phải phát triển về cái số học này, về toán học này, tư duy logic này, nó cần phải phát triển về cảm nhận của không gian ba chiều này, thì phải có những trò chơi như thế nào phù hợp để phát triển cái kỹ năng đấy. Đó, có chúng ta thậm chí bây giờ chúng ta xây dựng một cái vườn cho trẻ, chúng ta thấy cái trò gì nó hay, ngày xưa chúng ta thích hoặc là chúng ta thấy nó hay thì chúng ta làm thôi, đúng không ạ? Rồi, không biết là nãy giờ nói xong thì mọi người đã thấy là mình có học được cái gì từ trong những cái đấy không? Hằng Minh là em thấy anh chị em không cố gắng dỗ trẻ ăn mà nói là khi nào đói trẻ sẽ tự đòi ăn, kết quả là 2 ngày trẻ chỉ uống được một chút sữa, vẫn chơi bình thường, có nên như vậy không ạ? Hay là nên như thế nào trong việc dỗ trẻ? Cái này thì mình có những cái câu chuyện thực tế nhé. Tức là mình ở bên Đức thì có vợ chồng người Việt đấy, nuôi con mãi và họ con rất là gầy và nó rất là nhát ăn. Cái điển hình chung của bố mẹ Việt Nam hay là bố mẹ châu Á chúng ta là như vậy, đúng không? Ép con ăn. Và sau đấy thì người ta sợ quá con nó gầy nên là mang đến bác sĩ, nên bác sĩ thì bảo là bác sĩ ơi, tại sao mà con tôi nó không chịu ăn mà nó gầy như thế. Chúng tôi cũng đã thử là để cho nó bỏ đói, nó xem nó như thế nào ấy, để khi nào nó ăn thì nó ăn đấy, nhưng mà nó không ăn đó, và nó cũng chơi và nó mệt đấy. Sau bác sĩ bảo là cứ để tiếp đi đó, tức là để đến mức mà khi nào mà cái phản xạ tự nhiên của con người ấy, là đói là phải ăn, và ăn phải có giờ giấc. Còn nếu mà chúng ta cho nó ăn vặt những cái thứ linh tinh quá suốt ngày ấy, thì nó có một chút đường chẳng hạn, là nó như kiểu có năng lượng ảo ấy, là nó sẽ cảm thấy no và nó chán ăn, nhưng mà nó vẫn có một chút cái năng lượng ấy, thì nó không có tốt. Bây giờ mình phải tập cho nó là ăn đúng giờ đó, và cố gắng là lúc đấy rất là sót con đúng không, nhưng mà cố gắng là phải rèn. Tất nhiên chúng ta không nên để cực đoan quá đến mức mà cháu nó có dấu hiệu là nó bị mệt hay cái gì đấy, nhưng mà chúng ta cần phải rèn luyện nó như vậy. Hỗ trợ nó có thể là từng tí, từng ngày một đấy. Cứ đúng cái giờ ăn là để đồ ăn trước mặt cho nó. Nếu mà nó không ăn thì chúng ta sẽ lấy đi. Nên là đến cái lúc mà sau nó quá cái giờ ăn của nó đi rồi ấy, mà nó đòi ăn ấy, thì mình vẫn không cho. Mình không cho thì đến lúc đấy thì nó dần dần nó sẽ có một cái thói quen, nó hiểu được là à, nếu nó không ăn trong những cái giờ ăn như thế thì nó sẽ không có đồ ăn và nó sẽ bị đói. Và kể cả lúc nó đói nó đòi ấy, thì mình cũng không cho ăn. Chứ còn bố mẹ Việt Nam thì thường là ví dụ làm như thế, lúc sau nó mẹ ơi con đói thì rất là sướng vì thấy con mình nó đói, nên là cho nó ăn luôn, tương luôn những cái đồ ăn ăn vặt các thứ vào đấy, thì nó thành ra nó không có một cái giờ giấc nào cả, nên nó không bao giờ hình thành được một cái ăn. Còn thực sự là mình ở 8 năm ở Đức và mình chưa thấy bất kỳ một cái gia đình Tây nào mà phải đút cho con ăn hay là kiểu như là phải nài nỉ con ăn cả, mà thậm chí là có những cái gia đình mà họ bắt buộc họ còn phải là giảm bớt cái khẩu phần ăn của con đi vì trẻ con nó ăn rất là nhiều đó. Và vợ mình thì có làm ở trong một số cái nhà trẻ đấy, thì khi mà đến cái nhà trẻ rồi thì người ta cũng không ép con ăn đâu. Các cô không có nhiệm vụ là phải ép con ăn hay là phải đút con ăn gì cả, mà nếu như trong cái hôm đấy mà trẻ nó không ăn đấy thì các cô sẽ ghi lại vào trong một cái tờ giấy là hôm nay đứa bé này nó ăn ít đấy, để cho gia đình biết và gia đình có cái cách để gia đình bổ sung hoặc là tăng cái khẩu phần vào buổi tối, chứ cái nhiệm vụ của họ không phải là cho ăn. Và vì chúng ta lúc nào cũng, mình thấy ở Việt Nam là cái chuyện là phải đút con ăn và phải chạy theo nó là một cái rất là kinh khủng. Nên là với cái câu trả lời của Hằng ấy, thì hãy kiên trì trong một cái thời gian dài. Cái trường hợp mà mình kể là cái ông bố bà mẹ người Việt đấy, thì sau đấy thì họ về và họ kiên trì làm trong 2 tuần. Thì đúng là sau 2 tuần đấy thì cái con nó thay đổi hoàn toàn luôn. Tức là trong 2 tuần đấy là cứ đúng giờ là họ đưa được ăn để trước mặt và vào ngồi bàn. Nó không ăn xong thì mọi người sẽ cất đi. Cứ làm như vậy một ngày 3 bữa, cứ làm như vậy trong vòng 2 tuần thì cuối cùng là cái đứa bé đấy nó đã hình thành được cái sự tự giác ăn rồi, và sau thì không phải đút nữa. Và khi mà nó đã tự giác ăn rồi ấy, đói là nó ăn ấy, và cho nó vận động nhiều để nó đói nó ăn ấy, thì nó ăn rất là khỏe luôn. Đấy. Cái này thì đến lúc này thì chúng ta lại phải thực sự là chúng ta dùng cái sự lý trí của mình để nuôi dạy con, vì người ta nói là thương con thì bằng trái tim đúng không, nhưng mà dạy con là phải bằng lý trí. Tức là những cái đấy là những cái mà thực sự là chúng ta phải gạt ra được cái tình cảm để chúng ta đưa vào một cái sự kỷ luật, vì cái điều đấy là tốt cho con. Còn nếu mà chúng ta thương con thì nó lại thành không tốt. Không tốt khi mà chúng ta cứ thương và chúng ta cứ chiều theo những cái thói quen của trẻ như vậy. Rồi,
Đến cái phần thứ 5 mọi người này, tức là nuôi dưỡng niềm yêu thích học tập thông qua các cuộc trò chuyện trong quá trình đọc sách và du lịch, tương tác với trẻ để cùng nhau ghi nhớ, giải thích và dự đoán. Wow, cái này hay quá phải không mọi người? Mọi người chắc là cũng đã quen với rất nhiều những trường hợp tại sao là có những ông bố bà mẹ lại cho con đi du lịch suốt ngày luôn. Thậm chí là ở những đất nước Phần Lan ấy, là họ học từ ngoài thực tế nhiều hơn là học ở trên trường. Có những ông bố bà mẹ thậm chí là cho con đi du lịch từ nhỏ luôn, và nó thậm chí là nó chỉ gọi là homeschool ấy, tức là tự học ở nhà, bố mẹ có thể giúp và dạy con ở nhà, nhưng mà bố mẹ lại cho nó đi du lịch để nó học từ cuộc sống ấy. Đó, và đây là chính là cái lý thuyết đấy này. Đó, cái quá trình đọc sách và du lịch đối với cái việc là nuôi dạy con của phương Tây ấy, là cực kỳ quan trọng. Mình nói là phương Tây nhưng mà thực ra là cả Nhật và Hàn họ đều đã sao chép được những cái về cái lý thuyết này áp dụng cho họ. Đó, nên là mình nói cái này mình có thể nói là cái việc giáo dục hiện đại hơn là cái chuyện là mình nói là mình giáo dục phương Tây không. Ở châu Á cũng có những cái nước như vậy, và Nhật là một cái điển hình như vậy. Người ta rất coi trọng cái những cái cuộc là trò chuyện khi mà đọc sách và du lịch. Những lúc đấy là những lúc mà thực sự là chúng ta trao đổi thông tin, nhưng cũng là cái mà để trẻ nó đang học. Và với những cái đọc sách du lịch mà trẻ nó được hỏi như vậy ấy, là nó học rất nhanh luôn. Và nó phải học qua những cái như vậy, chứ không phải là chúng ta bắt nó là phải đọc sách giáo trình các thứ đi rồi phải làm bài tập các thứ, thì nó không có hứng thú mà nó học đâu. Nên là tại sao nhiều trẻ nó bị nhồi nhét, nó không thích là như vậy. Tất nhiên là mình nói cái điều này ra thì nó cũng phụ thuộc cả vào cái hệ thống giáo dục và cả văn hóa nhé. Vì mình biết là ở Việt Nam nếu một đứa trẻ mà để cho nó được học những cái như thế này, tức là cái lượng kiến thức nó không có bị dồn dập vào quá nhiều ấy, thì mình đảm bảo là lên trên lớp nó yếu ngay lập tức. Nó sẽ không học được và người ta sẽ đánh giá là đứa trẻ đấy chậm. Nhưng mà thực ra là không phải. Vì chúng ta cũng phải là làm sao cân đối được giữa cái chuyện là cho con nó có cái thời gian để đọc sách và đi du lịch để nó học hỏi từ cái thực tế, với cái chuyện là nó phải đáp ứng được cái chương trình ở trên lớp. Nên là mình thấy bố mẹ Việt Nam mình khổ. Bạn nào mà thấy cảm thấy là khó trong cái việc là dạy con, nhất là trong cái học tập ấy, thì mình có thể là trao đổi trong những cái buổi riêng. Vì thực sự mình cũng đang làm trong cái lĩnh vực như vậy, nên là mình biết rất là rõ cái cách nào để dạy con nó hiệu quả hơn. Rồi, mọi người thấy đấy, đấy là đối với trẻ từ 0 đến 5 tuổi nhá. Thì trong cái phần này mình đánh giá rất là cao cái việc là từ 0 đến 5 tuổi. Tại vì 0 đến 5 tuổi là cái giai đoạn mà quan trọng nhất, cái giai đoạn mà chúng ta có thể là hình thành những cái tính cách của trẻ rồi, và sau này chúng ta sẽ rất là nhàn. Tuy nhiên là bố mẹ Việt Nam thì thường đang không coi trọng cái giai đoạn này, mà coi trọng những cái giai đoạn về sau hơn. Giống như là để cho một cái cây nó đã lớn và nó có theo những cái nhánh rồi, và lúc sau với ép thì nó rất là đau đớn và thậm chí là không ép được. Thì mình thay vì cái chuyện đấy là chúng ta hãy dành một số cái năm đầu đời chúng ta tập trung nhiều cái thời gian hơn, thì sau này chúng ta sẽ rất là nhàn mọi người nhé. Rồi tiếp theo là đến giai đoạn là trẻ đến trường này. À đây cũng có thêm một chút cái phần về trẻ khi mà bắt đầu đến trường ấy, một số cái phương pháp. Ở đây người ta nói nhiều đến cái việc là đọc sách và cha mẹ giúp con học tập. Cái này thì mình rất là vui, vì là riêng cái chuyện là giúp con học tập thì bố mẹ Việt Nam chắc là hơn đứt bố mẹ Mỹ luôn. Rất nhiều bố mẹ dành cái thời gian ban đêm để cùng với con học tập. Cũng có thể vì là cái khối lượng kiến thức của con nó quá nhiều. Ở trong này người ta nói là cha mẹ có thể giúp con học đọc. Tuy nhiên hiệu quả của việc giúp đỡ của cha mẹ khác nhau tùy theo cái loại hoạt động mà cha mẹ và con cái áp dụng. Các nhà giáo dục khi quyết định loại hình can thiệp nào để thực hiện sẽ cân nhắc sự khác biệt về hiệu quả giữa các hình thức can thiệp khác nhau với nguồn lực cần thiết để thực hiện các biện pháp can thiệp. Đó. Trong cái phần này thì mình tóm tắt thêm một chút nữa là bố mẹ thì nên giúp con là trong cái việc đọc sách và học tập trong những cái giai đoạn đầu tiên ấy. Cái đứa trẻ nào mà nó có bố mẹ giúp nó để giải thích và làm ở nhà ấy, có thể là làm bài tập cùng con hoặc là giải thích cho con những cái này cái kia ấy, không cần phải quá nhiều thời gian đâu, thì cái đứa trẻ đấy nó sẽ có kết quả học tập vượt trội so với những đứa trẻ khác. Thì riêng về cái này thì mình thấy bố mẹ Việt Nam làm quá tốt luôn. Nhưng mà đôi khi thì bố mẹ đang nếu mà chúng ta làm cái này quá, tức là chúng ta không cho trẻ cái thời gian để tự học ấy, mà lúc nào chúng ta cũng ngồi cùng với trẻ, hoặc là chúng ta ép trẻ nó làm cái khối lượng bài tập quá nhiều ấy, thì nó lại gây ra cái phản ứng ngược, nó là làm cho trẻ nó bị stress nhé.
Còn cái này là cái sự giúp đỡ nó vừa đủ thôi, tức là mỗi ngày chúng ta dành khoảng 15 đến 30 phút chúng ta ngồi học cùng với con để xem con có những vấn đề gì trong học tập, giúp đỡ con một số cái, và sau đấy thì để cho cháu nó tự học hoặc cháu nó đặt ra những cái câu hỏi cho mình ấy. Đấy thì nó sẽ rất là tốt và những đứa trẻ đấy nó sẽ phát huy tốt hơn những đứa trẻ khác. Rồi. Trong cái khóa học này thì các bạn cũng sẽ thấy được là có một số cái thông tin, cái hành động về cái chuyện là nhà trường đến thăm nhà các bạn trẻ. Người ta đánh giá cái hoạt động này rất là cao để cho là nó giống như một cái kênh giao tiếp giữa phụ huynh và nhà trường ấy. Thì thay vì cái chuyện là chỉ có mình là phụ huynh đến với trường thôi, thì người ta cũng đề cao cái chuyện là giáo viên có thể đến thăm nhà của phụ huynh và học sinh để nắm bắt được cái tình hình. Thì mình thấy là có lẽ là ở bên Mỹ họ thực hiện được, vì là cái số lượng học sinh một lớp và cô giáo chủ nhiệm nó không nhiều, nó khoảng là 10 đến 20 bạn thôi. Nhưng mà nếu mà ở Việt Nam mà đến tận 60 bạn, 50 bạn và nhà lại còn ở rất xa và đi lại khó nữa, thì cái việc mà giáo viên đến thăm thì mình thấy là nó là khó thực hiện được. Hoặc là chúng ta chọn một số cái trường hợp đặc biệt để chúng ta có thể đến đến thăm thôi, chứ không phải là tất cả, đúng không? Rồi mọi người ơi, nếu mà mọi người có những cái câu hỏi gì đấy thì mọi người cứ tự nhiên nhé, mình xem xét hết những cái câu hỏi này để mình có thể chia sẻ với mọi người. Rồi. Mình xem nào. Mình sẽ đi đến cái phần thứ hai là cái phần mà dành cho học sinh cấp 2 và cấp 3, xem cái giai đoạn này thì chúng ta phải nuôi dạy con như thế nào nhé. Với một cái giai đoạn, mỗi giai đoạn khác nhau thì cái cách mà chúng ta cư xử với trẻ nó hoàn toàn khác nhau, và bố mẹ cần phải biết cái điều đấy chứ không nên áp dụng chung một kiểu, đúng không ạ? Rồi, đến cái độ tuổi này thì gọi là cái độ tuổi thanh thiếu niên đây. Ở cái độ tuổi này thì mình có thể tóm tắt gọn lại một chút như sau. Ở cái trình độ cấp 2 và cấp 3 ấy, thì sự tham gia của gia đình vẫn rất quan trọng, nhưng nó phải theo cái cách là phù hợp, phải theo những cái cách mà nó phù hợp hơn, chứ không thể là áp dụng như kiểu là chăm sóc một đứa trẻ được. Ở đây thì nhấn mạnh cái gì? Ở cái giai đoạn này ấy, thì học sinh nó đã thực sự có thể tham gia vào cái cuộc trò chuyện giữa bố mẹ, tức là phụ huynh và giáo viên, tức là mình trao đổi ba bên luôn đấy. Nếu như là cái giai đoạn trước thì chúng ta chỉ có hai nhá, tức là chỉ có phụ huynh và giáo viên trao đổi với nhau thôi, tránh cái việc là trao đổi trước mặt trẻ. Ví dụ cô giáo có khen cái gì trước mặt, cũng không nên khen quá trước mặt con hay là chê trước mặt con như thế. Nhưng mà đến cái giai đoạn cấp 2, cấp 3 này rồi thì trẻ nó bắt đầu nó có cái ý thức rồi, tức là nó đã hiểu được những cái hành vi rồi, thì trong cái thời gian này thì sẽ có những cái cuộc trao đổi mà trẻ nó hoàn toàn có thể tham gia được, chứ không phải là chỉ nói sau không. Chúng ta có thể có cuộc nói chuyện ba bên giữa phụ huynh, học sinh và giáo viên để lắng nghe học sinh nói về cái cảm nhận và mong muốn của họ nhiều hơn. Đó. Cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà trẻ vị thành niên nó đang có rất là nhiều những cái biến động ở trong tâm lý, và nó thực sự nó muốn chứng tỏ mình, nó muốn khám phá, nó muốn làm rất nhiều thứ, cái giai đoạn nổi loạn đấy, chúng ta biết không? Và ở cái giai đoạn này thì thay vì chúng ta định hướng quá nhiều thì chúng ta lại cần cái thời gian để chúng ta ngồi cùng để chúng ta lắng nghe cái tâm tư nguyện vọng của các bạn đấy. Và cả giáo viên và cả phụ huynh phải cùng có những cái thời gian để nói chuyện như vậy để chúng ta hiểu con hơn. Đó, mình thấy cái này là cái mà thực sự là chúng ta cần. Không thì chúng ta kiểu như là chúng ta đôi khi thấy là giai đoạn này tự nhiên nó hư ở một cái gì chúng ta áp đặt nó thì nó lại càng làm ngược lại rất là khó. Nên là ở cái giai đoạn này phải tâm sự và phải trao đổi thẳng thắn. Và cái câu chốt cho những cái bạn trong giai tuổi cấp 2 và cấp 3 này là chúng ta phải cùng nói chuyện ba bên, và sau đấy gia đình và nhà trường phải có một cái góc nhìn thống nhất để giúp cho việc định hướng trẻ với các hành động đúng đắn, cân bằng việc học tập và cái kế hoạch hoạch định trong tương lai. Đó. Rồi, mình vừa đi qua được sơ sơ qua về một số cái nội dung về từng phần để cho mọi người biết nhé. Cái lượng kiến thức mình đưa lại chắc là nó chỉ được có 1/10 so với cái lượng kiến thức thực tế của cái khóa học thôi.
Còn bây giờ mình sẽ chuyển sang một cái giai đoạn thứ hai trong cái buổi hôm nay, đấy là mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách để mọi người có thể đăng ký cái khóa học và cái cách làm sao để chúng ta học được hiệu quả nhất, được không ạ? Rồi nào, các bạn đã có cái link đấy chưa? Mình gửi lại cho mọi người cái link của khóa học nhá, chúng ta cũng có thể là cùng làm luôn. Đây mọi người. Rồi. Tại vì là cái khóa học này thì mình ở phần này thì mình đã đăng ký rồi nên là các bạn thấy như vậy, nhưng mình sẽ giúp cho mọi người từ cái khi mà chúng ta bắt đầu đăng ký luôn. Nó có những cái gì? Đó, đầu tiên là chúng ta sẽ phải đăng ký này. Thì chúng ta cứ sign up luôn bình thường thôi, sign in bình thường. Ví dụ như là mình có thể đăng ký luôn bằng cái Google này. Từ từ nhé. Cái phần này thì mình tin là mỗi một bạn đều có thể là tự làm được. Mình làm một cách cơ bản nhất là mình tạo account, mình đăng ký luôn này. Ví dụ như là cái phần username này các bạn nhé, full name này. Mình xem nào. Cái full name là cái tên của các bạn bình thường, nhưng mà cái username nó là giống như là một cái account của các bạn đấy. Ví dụ như mình phải viết liền là mình như thế này thôi, email này. Bạn nào lại có cả tiếng tấn làm dụng thế. Email thì mình sẽ dùng này. Password thì phải có ít nhất một cái chữ các bạn nhớ là các bạn phải ghi lại cái này, không các bạn quên nhé. Country thì mình có thể lấy về Việt Nam này. Rồi. Như vậy là mình đã đăng ký xong rồi này. Bây giờ thì người ta sẽ hỏi mình là mình phải đăng ký vào trong cái khóa học này. Đó. Thì mình bắt đầu là đăng ký thôi. Hằng ơi, anh sẽ trả lời câu hỏi sau nhé, để anh sẽ giúp đỡ cho các bạn đăng ký việc này. Như vậy là mọi người thấy này, chúng ta đã đăng ký vào trong cái khóa học này rồi. Thì trước khi mà chúng ta bắt đầu cái khóa học này ấy, thì nó có một cái rất là hay. Đấy là cái chuyện là chúng ta sẽ nếu mà chúng ta muốn lấy cái certificate này đó, thì chúng ta sẽ phải là trả tiền. Mình lấy cái ví dụ về certificate của mình cho mọi người thấy này. Đâu nhỉ? Lấy cho mọi người xem này.
Đây. Khi mà mọi người, nếu mà mọi người trả tiền á, trả tiền ra khoảng tầm 70 đô ấy, bây giờ thì nó giảm lên thành còn 60 đô ấy, thì sau khi mà các bạn hoàn thành xong khóa học, tức là các bạn phải mỗi một cái bài test như thế các bạn phải vượt qua được khoảng tầm ít nhất là 70%, thì các bạn sẽ có được một cái certificate điện tử như thế này. Cái certificate này ngoài cái chuyện là chúng ta có thể download ra thì nó sẽ có một cái đường link như thế này, và nó luôn luôn tồn tại để chúng ta có thể là chúng ta biết, chúng ta có thể gửi cái này đi. Với những bạn mà cần certificate thì mình nghĩ là đây cũng là cái rất là hay để chúng ta được chứng nhận là chúng ta đã học một cái khóa về giáo dục thực sự là hay của Harvard đó. Và một cái nữa là khi mà chúng ta đã trả tiền để chúng ta tham gia một khóa học ấy, thì mình thấy là cái tinh thần học tập của chúng ta nó khác hẳn so với là cái chuyện là chúng ta chỉ học gọi là cho qua và chúng ta không không trả phí ấy. Thì cái quan trọng là cái tinh thần của mình nó khác. Mình nghĩ là nếu các bạn có điều kiện thì cũng nên nên đăng ký để lấy cái certificate. Và cái số tiền nó chỉ khoảng tầm là, mình xem nào, bây giờ hiện tại thì đang là 60 đô, chưa đến 60 đô, thì khoảng tầm triệu 3, triệu 4 gì đấy, triệu 4, thì nó cũng không có quá nhiều đó, mà khóa học nó thực sự là hay đấy. Đây thì khi mà các bạn đăng ký xong thì nó sẽ có cái lộ trình học của chúng ta luôn. Cái lộ trình học ví dụ mình bắt đầu từ hôm nay là ngày 23 tháng 5, thì nó sẽ kết thúc vào sao lâu thế nhỉ? Hơi hơi lâu thì phải. Nhưng mà đâu đấy mình nhớ không nhầm thì nó sẽ khoảng 6 6 tuần thôi mọi người nhé. Đây. Rồi, ví dụ như chúng ta muốn earn certificate này thì các bạn vào trong cái phần này thì chúng ta sẽ phải trả phí này. Đó. Thì mình phải upgrade này. Upgrade khóa học này lên và nó sẽ link đến cái chuyện là chúng ta phải trả phí như thế nào thì dĩ nhiên rồi, chúng ta chỉ có thể trả phí được qua cái những cái thẻ thanh toán quốc tế như là thẻ Visa Master thôi. Có một cái điều lưu ý đặc biệt ở đây để các bạn biết nhé, đấy là khi mà các bạn đăng ký để có certificate đấy, thì ngoài cái chuyện các bạn trả phí ra thì người ta sẽ xác thực cái thông tin của các bạn bằng cách là bắt các bạn phải chụp cái ảnh chứng minh thư của các bạn cả hai mặt và chụp cả cái ảnh của các bạn xem rằng nó giống ở trong chứng minh thư đấy không nữa. Đó, mình thấy cái này họ làm rất là nghiêm túc nhé, chứ không phải là chúng ta cứ trả tiền rồi như thế nào cũng được á. Mình thấy nó cũng hay vì mình đã có rồi nên là mình không có demo tiếp, mà các bạn có thể tự bắt đầu. Còn ví dụ chúng ta sẽ bắt đầu cái khóa học này như thế này. Ôi chào Bia Chan, lại gặp em livestream trong lúc livestream đúng không? Rồi, bắt đầu một cái khóa học thì sẽ gồm một cái như thế này. Ví dụ chúng ta có video, tất nhiên rồi. À, vì cái này mình đã ấy rồi nên là mình sẽ chuyển sang cái phần kia cho mọi người nhé. Đây mình chuyển. Cũng được đây. Welcome. I'm glad to be teaching this course and I'm so glad that you've joined us. Mọi I'm người có nghe thấy especially không ạ? excited about this course because it responds to a long-standing debate about the importance of engaging Thì khi mà học đấy thì cái điều mà mình thấy thích nhất của cái khóa học đấy, đấy là mỗi một cái lời thoại của họ đều có cái text transcript ở ngay ở phần này. Nó làm cho chúng ta rất là dễ theo dõi. Với những cái bạn nào mà tiếng Anh các bạn chưa thực sự nắm bắt được hết ở trong cái này ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể là xem lại từ cái text script này. Một cái kinh nghiệm nữa là mình thấy nếu như trong trường hợp các bạn nhé, các bạn không hiểu thực sự luôn, các bạn theo mình là các bạn hoàn toàn có thể copy luôn cái phần thông tin này. Đó. Các bạn copy nó và các bạn có thể dùng Google Translate. Đó. Đúng không các bạn? Đó là các bạn đã có thể là tự học được cái phần này rồi. Đúng không?
Đó, nên là bây giờ cái tiếng Anh nó không còn là một cái rào cản quá lớn của chúng ta nữa. Đó, thì sau mỗi khóa học thì chúng ta sẽ next sang những cái bài tiếp theo. Những cái khóa học đầu tiên này thì chúng ta sẽ chưa có phần nhiều bài tập đâu, nó chưa có cái gì cả. Nhưng bắt đầu những cái phần tiếp theo là chúng ta bắt đầu chúng ta sẽ phải đọc này. Và đặc biệt là cái cấu trúc của những cái bài này nó là như thế này nhé. Cái cấu trúc của những cái bài học trong cái khóa học này là gì? Là mỗi một phần người ta sẽ mà nói sơ qua và sẽ có một cái video nói là cái phần đấy chúng ta sẽ học những cái gì, cái nội dung học ra sao và có những ai tham gia vào trong cái nội dung của khóa học đấy, rất là nhiều những chuyên gia. Sau đấy thì người ta sẽ bắt mình là đọc những cái công trình nghiên cứu khoa học về cái chủ đề đấy, và sau khi các bạn đọc xong rồi ấy thì các bạn sẽ phải làm một cái bài test. Trong cái bài test đấy nó sẽ hỏi xem là cái nội dung của cái khóa học đấy là gì này, và sẽ có một số cái câu trắc nghiệm để mình điền đúng hay sai. Tất nhiên là đấy là với những cái bạn nào mà trả tiền để lấy certificate, tức là các bạn phải thi ấy. Các bạn cũng không quá lo về cái chuyện là mình có đạt được cái chứng chỉ này hay không, tại vì mình thấy là người ta cho phép mình là lựa chọn 3 lần trong tổng số 4 câu hỏi, thì kiểu gì các bạn cũng sẽ vượt qua được. Với mình thì mình thấy mấy câu hỏi nó tương đối là dễ, nên là mình gần như là mình không trượt bất kỳ một, mình không sai bất kỳ một cái câu nào, vì mình thấy nó rất là dễ. Nếu chúng ta học và đọc và chúng ta hiểu được những cái nội dung đấy thì nó không phải là cái môn khoa học gì phức tạp như là toán hay là lý hóa hay cái gì, nó chỉ đơn giản là những cái mà chúng ta đọc và chúng ta hiểu thôi, đó như kiểu là tiếng Anh thôi. Nên là các bạn đọc hiểu thì các bạn sẽ làm được tương đối là tốt. Ví dụ như mình là mình học xong được đến bài thứ 7 là mình đã đủ được lấy được cái certificate luôn rồi. Đấy. Rồi. À còn một cái phần nữa là các bạn cũng cần phải biết, đó là cái phần mà người ta nói là reflection ấy, tức là sau khi mà bạn đọc xong được cái phần đấy rồi thì bạn phải làm một cái bài luận, gọi là cái bài luận hay cái gì cũng không đúng, nhưng mà một cái bài mô tả xem là mình áp dụng những cái kiến thức đó như thế nào, mình cảm nhận về cái kiến thức đấy ra sao, và trong cái trường hợp của mình thì mình sẽ dùng nó như thế nào để áp dụng nó vào cái tình huống thực tế. Cái này mình thấy rất là hay luôn. Không biết là họ có dùng cái dữ liệu này để improve hoặc là khảo sát gì không, nhưng mà cái câu đấy mình thấy rất là hay. Nên là thực sự là mình phải suy nghĩ và mình áp dụng vào trong cái thực tế. Những cái video này các bạn nhé, là các bạn hoàn toàn là các bạn có thể download được, tức là không phải là ấy mà họ cho phép mình download luôn ấy. Đấy, chứ không họ không có giấu giếm gì cái chuyện đấy cả, vì khóa học này là khóa học free mà. Rồi. À, mình sẽ đi đến những cái bài học để cho mọi người thấy như thế nào. Đây là profile của những cái chuyên gia giáo dục mà liên quan đến khóa học này, đều là những cái chuyên gia hàng đầu thế giới của Harvard cả. Mọi người thấy này, cái khóa học này nó rất rất nhiều. Đó. Rất nhiều người tham gia. Đây. Mình sẽ đi đến một cái phần phần sau để chia sẻ cho mọi người cái. À cái phần sau này thì cái khóa này là cái mà mình chưa có trả tiền để lấy certificate, nên là mình sẽ dùng cái tài khoản kia của mình để cho mọi người thấy. Đây. Ví dụ đây là mọi người thấy mình học hết những cái như thế này này. Đây, những cái bài học kia các bạn sẽ thấy được là ví dụ như bài này nó sẽ gồm có bao nhiêu cái câu hỏi, và chúng ta phải hoàn thành được những câu hỏi đấy để sau này chúng ta lấy cái certificate đấy. Đấy. Đó. Mỗi một cái phần này bao gồm, thứ nhất là người ta nói về cái nội dung chính của cái phần này, cũng như là những cái nghiên cứu ở trong cái này nhé. Sau đấy thì người ta sẽ bắt là mình phải đọc. Đó. Các bạn phải thực sự là phải đọc những cái này luôn, vì nếu các bạn không đọc được thì các bạn sẽ không làm được cái phần tiếp theo. Nó ví dụ những cái này là người ta cũng lấy nói luôn là mình cần bao nhiêu phút để mình đọc này. Ví dụ đây một cái bài. Và thực sự là mình thấy nó có quá nhiều những cái thông tin luôn. Các bạn tưởng tượng là chúng ta phải đọc khoảng tầm là 30-40 những cái bài báo khoa học và những cái bài theo cái dự của dạng nghiên cứu ấy về những cái này. Thì nó khá mất thời gian, nhưng mà lúc mà đọc thì chúng ta thấy cái nội dung nó hay thực sự.
Đấy, thì sau khi mà chúng ta đọc xong cái đấy rồi thì nó sẽ có một cái phần là do response, là cái phần reflection đấy. Thì ví dụ như mọi người thấy ở đây là người ta sẽ hỏi những cái câu hỏi liên quan đến cái nội dung của cái đấy, và mình sẽ phải làm hết. Mọi người thấy mình làm đây này. Đó. Và làm xong thì họ sẽ đánh giá là làm xong rồi này, cho điểm này. Đấy. Và có cái phần chấm điểm đấy, mọi người thấy không? Đây này. Đây này. Cái phần chấm điểm đằng sau. Đấy. Rồi, đấy. Thì mình lại nói lại về cái này nhá. Các bạn hoàn toàn có thể download được ở đây này. Người ta cho phép mình là download luôn cả cái video này. Đó, và các bạn có thể download được cả cái phần text của cái này để các bạn có thể dịch, dùng Google dịch, và các bạn hiểu hơn về nội dung của khóa học đấy. Nên các bạn không lo về cái tiếng Anh của mình nữa. Đó, và cái cách học là như vậy thôi. Và các bạn nhớ chú ý một cái là nó có một cái timeline. Đây. Đây này. Ví dụ như là mình bắt đầu học từ ngày 18 tháng 2 thì sẽ có những cái ngày này, ví dụ như là 27 tháng 2 là mình bắt buộc mình sẽ phải làm xong được cái bài tập này. Đó, từng ngày một là mình sẽ phải làm xong hết được những cái như thế này. Và đến khi mà 23 mình nhớ không nhầm là cái khóa học của mình đến đâu đấy là nó đã xong rồi, 6 tuần thôi. Đó. Còn đến 18 tháng 11 thì nó sẽ achieve luôn cái này. À, đây là những cái phần mà bài tập mà mình phải làm. Mọi người thấy nó cũng khá là nhiều này. Thực ra là mình làm đến cái phần này rồi là mình thấy được 70% rồi. Nên là mình lấy được cái certificate rồi. Và mình chỉ xem qua những cái phần còn lại để lấy cái nội dung kiến thức thôi. Vì đấy cũng là những phần hay nhất rồi. Nên là mình không làm tiếp những phần sau. Nhưng mà mọi người thấy là cái số lượng bài tập làm nó cũng rất là nhiều. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Khoảng hơn 20 bài thì đấy là 70%, còn tổng lại nó khoảng tầm là 30 bài gì đấy thì mình cũng phải làm. Bia Chan ơi, Bechan ơi, lúc nãy là đã có cái phần hướng dẫn rồi, vì cái phần đấy là cái phần nội dung đã nói lần đầu rồi, nhưng mà chắc là em vào sau nên em không nghe được, thì sau cái buổi này thì em có thể xem lại nhé. Đấy. Mình thấy là đang có một số cái lỗi kỹ thuật, không biết là mọi người có còn theo dõi được không nhỉ? Rồi, thì cái buổi hôm nay cái nội dung chính thì mình đã trao đổi lại được cho mọi người rồi. Thì mình muốn tóm tắt lại cái buổi hôm nay để cho mọi người thế nào. Thứ nhất là cái phần đầu mình đã nói sơ qua về cái nội dung của cái khóa học này. Nó nói về cái tầm quan trọng của việc tham gia của gia đình vào trong cái giáo dục đứa trẻ. Cái thứ hai là mình đã tổng kết cho mọi người biết được cái nội dung sơ lược nhất về cái cách nuôi dạy con của gia đình đối với từng cái giai đoạn của trẻ, ví dụ như từ 0 đến khi học hết cấp 1 này, rồi khi mà trẻ thanh thiếu niên thì sẽ như thế nào. Thì những cái nội dung đấy nó rất là hay mà các bạn có thể tìm hiểu được thêm ở trong khóa học này. Cái phần tiếp theo nữa là mình đã giúp cho mọi người biết là cái cách để đăng ký cái khóa học này nó như thế nào. Và với những bạn nào mà có muốn lấy được cái chứng chỉ này ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể lấy, học và thi nó như một cái khóa học online bình thường, và các bạn sẽ được cấp một cái giấy chứng chỉ của Harvard. Đó. Còn bạn nào mà muốn hiểu thêm sâu về những cái chương trình, về cái nội dung học của cái này, hoặc là có những cái thắc mắc, hoặc là cần mình giải đáp thêm một cái gì đấy, thì mình sẽ rất là vui lòng để mình có thể là giải đáp các bạn.
các bạn chỉ cần comment ở dưới cái video thôi. Và sau cái phần này thì trong cái phần là mô tả description của cái video này ấy, thì mình cũng sẽ để luôn cái phần là lecture note của mình để cho mọi người có thể cùng tham khảo được cái nội dung đấy. Mọi người nên copy nó về nhé, vì có thể là sau này cái link đấy nó không còn nữa, nên mọi người hãy copy cái nội dung nó về. Và mình chúc cho các bạn là có thể có được một cái mindset về cái triết lý giáo dục mà mình có thể áp dụng xuyên suốt được trong cái quá trình mình nuôi dạy con, hoặc là mình tham gia vào nuôi dạy cháu của mình, hoặc là những cái bạn nhỏ, hoặc là với những cái người nào đang làm trong ngành giáo dục thì có thể áp dụng cho những cái chương trình giáo dục của mình nó được hiệu quả hơn. Và rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi trong buổi hôm nay. Có bạn nào có câu hỏi gì không nhỉ? Mình trả lời cái câu hỏi của bạn Hằng nhé. Hằng Min là: anh đánh giá thế nào về việc cho trẻ học chữ và tập viết tiền mẫu giáo ạ? Tức là khoảng 3-4 tuổi. Thực ra thì mình thấy nó không có vấn đề gì. Cá nhân mình là mình thấy là nó không có vấn đề gì trong cái việc là cho trẻ được tiếp xúc những cái đấy trước cả. Cái quan trọng đấy là cái cách chúng ta dạy như thế nào. Vì thứ nhất đấy là chúng ta không được ép trẻ, vì là người ta cũng, tại sao mà người ta nghĩ là đến 6 tuổi thì bắt đầu đi học cấp 1, bắt đầu học chữ, tại lúc đấy là cái sự phát triển của não nó đạt đến cái mức như vậy. Nếu như mà trẻ thực sự nó có cái yêu thích, hoặc chúng ta có thể lồng ghép vào một cách rất là từ từ và nhẹ nhàng thôi, thì cái việc đấy nó không có ảnh hưởng gì. Đấy là theo quan điểm của mình. Nhưng mà nếu mà chúng ta là như kiểu là chúng ta muốn chạy đua lấy thành tích, hoặc chúng ta muốn con mình hơn người khác như thế nào, mà chúng ta ép trẻ phải học nó vượt quá cái sự phát triển của trẻ trong cái giai đoạn đấy, thì nó lại cực kỳ không tốt, mà nó làm cho trẻ bị một cái đó là áp lực để học, cũng như là làm cho nó bị căng thẳng đó. Nên chúng ta hãy rất là nhẹ nhàng, từ từ để theo được cái sự phát triển của trẻ đã. Ok mọi người nhá, chắc là hôm nay như vậy cái thông tin đã đủ rồi nhỉ. Và mình rất là mong sẽ nhận được những cái câu hỏi của các bạn qua những cái comment hoặc là inbox cho mình, và chúng ta sẽ trao đổi thêm về vấn đề này. Và chúc cho các bạn có một cái buổi tối thật là vui vẻ, và chúng ta sẽ có được cái tuần làm việc đầy hiệu quả. Cảm ơn và chào tạm biệt các bạn nha. Mình sẽ